Hello các bạn, chào mừng đến với nhà cú, mình là Bảy Bình Bông. Trong video hôm nay thì Bảy tôi muốn thông báo đến các bạn đó là cái code mới nhất của TCG đã xuất hiện ở trong cái video, đó là 5 chiếc code mới trong livestream giới thiệu phiên bản 4.4. Cái này thì Bảy tôi có nhắc luôn ở trong cái phần bình luận game đấy rồi, nhưng mà tôi nghĩ là có nhiều anh em chưa có biết thì các bạn nhớ là vào trong cái link đó để các bạn nhận cái code đấy nhá. Code đấy sẽ update trong 3 ngày chúng ta diễn ra giải đấu TCG châu Á. Đó là ngày hôm qua, hôm nay và đến ngày mai, ngày cuối cùng chung kết. Không biết là code chung kết chúng ta có sự thay đổi gì không, nhưng mà với hai cái code của ngày hôm qua và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được cái đồng tiền may mắn các bạn có thể mua được ở trong cửa hàng đấu bài. Hy vọng là code mới của ngày mai chung kết chúng ta sẽ có nguyên thạch, còn không thì chắc chắn chúng ta vẫn sẽ được cái đồng tiền may mắn mua ở trong cửa hàng đấu bài thôi. Mỗi một cái code của TCG châu Á chúng ta sẽ có tồn tại thời gian là khoảng 24 tiếng. Nếu các bạn không nhập thì trưa hôm trước đến trưa hôm sau nó sẽ hết hạn rồi, các bạn nhớ nhập nhá. Vậy đó, hôm nay chỉ có thông báo đến các bạn là cái code đấy thôi, chứ sợ là nhiều anh em không biết code. Và cuối cùng thì các bạn đừng quên là ấn thêm vào nút đăng ký kênh và thêm nút chuông thông báo bất cứ một cái code nào của Genshin Impact thì bởi tôi sẽ luôn là người mang đến cho các bạn nhanh nhất, sớm nhất có thể nhá. Bye bye, chúc các bạn tối tốt lành.